Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thể thao giữa huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam và huyện Chanh Ria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ vào sáng nay 26 tháng 10. Về phía lãnh đạo tỉnh Long An có ông Huỳnh Văn Thanh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo tỉnh Svay Rieng có ngài Uy Thanh, Ủy viên Hội đồng tỉnh Svay Rieng làm trưởng đoàn tham dự. Chương trình giao lưu bóng truyền diễn ra giữa hai đội bóng quyền Đức Huệ và đội bóng quyền Chan Tria đã cho người xem nhiều pha bóng đẹp. Riêng hoạt động giao lưu văn nghệ, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục ca, múa, xiếc ảo thuật mang đậm nét văn hóa của hai dân tộc Việt Nam Campuchia nói chung, cũng như tình hữu nghị giữa hai tỉnh Long An và Svay nói riêng, đặc biệt là ca khúc Việt Nam Campuchia hai dòng sông của đội văn nghệ của hai đơn vị. Thông qua chương trình giao lưu văn hóa thể thao lần này, không chỉ quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng, mà còn góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại ngoại giao văn hóa thể thao đạt hiệu quả, củng cố và nâng cao tình đoàn kết của hai tỉnh, góp phần giữ vững và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam Campuchia nói chung và tỉnh Long An Sverin nói riêng.